Ở đây ai bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản thì tôi xin trả lời câu hỏi là có nhiều bác hỏi tôi rằng tại sao sản phẩm dạ dày tốt Bảo Kỳ Nam lại được nhiều người lựa chọn. Thì bất cứ cái sản phẩm nào các bác nhá thì là tiêu chí lựa chọn là gồm có 3 tiêu chí. Thứ nhất là sản phẩm đó phải hiệu quả. Thứ hai, nếu các sản phẩm hiệu quả như nhau ta xét yếu tố là nó có an toàn hay không, có tác dụng phụ hay không. Và yếu tố thứ ba là yếu tố về kinh tế, giá cả có phù hợp hay không. Thì sản phẩm dạ dày tốt Bảo Kỳ Nam thì nó tác dụng hiệu quả đã được minh chứng, được nhiều người dân tin tưởng và sử dụng, cũng như là nhà thuốc đặt hàng về bán cho người dân. Thì nó có 3 tác dụng. Tác dụng thứ nhất, nó có tác dụng trung hòa axit dư thừa trong dạ dày, do đó thì giảm các cái triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đau, nóng rát vùng thực vị. Tác dụng thứ hai là nó có tác dụng tăng cường chức năng tiêu hóa và do đó giúp hết cái cảm giác chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu. Và tác dụng thứ ba, nó giúp bao vết loét của dạ dày và giúp vết thương mau lành. Thứ hai là sản phẩm an toàn, vì qua thực tế tôi tư vấn cho hàng ngàn bệnh nhân và qua nhiều năm các nhà thuốc cũng như người dân sử dụng thì tôi chưa nhận được cái phản hồi nào là tác dụng phụ của sản phẩm, nên các bác hoàn toàn tin tưởng sử dụng sản phẩm dạ dày tốt Bảo Kỳ Nam. Và thứ ba là gì? Cái sản phẩm này thì là giá cả phù hợp với số đông người bệnh